nay mình đi TNT Supermarket nha cả nhà ơi. Ở Toronto nha, đây là parking xe của. Đấy, trời hôm nay thì mưa âm u. Bây giờ cùng mình đi TNT Supermarket.
lâu chín để trong tủ rất là sạch sẽ. Ai muốn ăn cái gì thì lấy cái đấy, tha hồ lựa chọn. Wow, các loại món ăn luôn. Để trong tủ lắm. Tôm hùm đất đi, có cả tôm hùm đất đi. Thank you.
cảm ơn các bạn đã luôn xem, ủng hộ cho kênh YouTube của Nhung and Cuộc Sống Canada. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.